Alo. Alo. Đâu mà chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ hai của vòng quần chiến. Không, xin lỗi các bạn, đây là cặp thi đấu thứ hai. Tiểu Thủy Ngư và Ngạch Hán, và trên màn hình các bạn chúng ta đang theo dõi cho tay trực tiếp đến từ Tiểu Thủy Ngư. Một trận vâng, đây là chung kết của chung kết. Nếu như Tiểu Thủy Ngư có thể giành chiến thắng với trước Ngạch Hán, không cần biết là tỷ số bao nhiêu. Vâng, như vậy là Ngạch Hán ngồi ngay sau lưng tôi mới đau. Vâng, các vòng ban tổ chức bên phía Trung Quốc thì lại yêu cầu bên mình hỗ trợ Trung Quốc. Vâng, người ta nhờ đấy thì tôi mới ok đấy. Nên là bình luận bé thôi, đỡ ảnh hưởng đến game đổ thì thôi ok. Có lẽ là mình bình luận về cái volume như thế này thôi. Khi nào có ai thắng thì hò reo tí được. Vâng, trận thi đấu mà Tiểu Thủy Ngư một bầy hươu rất xa, nhưng các bạn có thể thấy Tiểu Thủy Ngư đá với hai con về nhà là cực kỳ sớm. Thêm một bầy hươu, vâng, không biết ông nào bầy nào mới là hươu đầu, bầy nào mới là hươu phụ. Ok rồi, ok rồi. Vâng, vừa rồi có lẽ là bên Trung Quốc mấy ông khách ở đây xem phim vớ vẩn, tự dưng mạng nó sập phát. Máy qua bây giờ thì mạng đã bắt đầu quay trở lại ổn định rồi. Chúng ta sẽ cùng trở lại với anh máy Úc Tiểu Thủy Ngư. Vâng, mình cũng fix lại cái chuột linh tinh, đâm ra cũng chẳng biết bài Tiểu Thủy Ngư nào. Hai bầy yêu, lúc đầu thì ban đầu thấy rồi, một bầy yêu đá về nhà chính và đóng chết bắt đầu ăn rừng đánh kiểu bài thịt kho tàu. Thì Tiểu Thủy Ngư cũng có ngay thêm một bầy hươu phụ cạnh với chiếc BS nữa. Nói chung là không có những cái nhà vớ vẩn ăn riêng đồ, toàn là nhà S nhân 2 thôi. Hai chiếc nhà BS ăn gỗ đều được ăn với cả kẹp cả cùng với những con hươu. Và 7 phút 30 thì Tiểu Thủy Ngư cũng đã kích đến 2 rồi. Kích khá lâu rồi, 25 dân 7-30 như là hơi xịt nhỉ. 7-24 hay gì mới là chuẩn. Đúng rồi, 7-24 mới là chuẩn. Có lẽ là Tiểu Thủy Ngư hơi chậm thực một chút, không vấn đề gì. Một thêm một con voi nữa, có lẽ là Tiểu Thủy Ngư cần phải ra câu thêm con voi để về khỏe hơn đấy. Tôi nghĩ là sẽ ra câu đấy. Bảy hiệp phụ này hình như hần hết rồi.
500 thực. Không, như vậy là không cần, bởi vì bãi quả đầu của tiểu ngư vẫn đang còn là rất nhiều. Tiểu thủy ngư liên tiếp chủ động là người tăng speed game. À đâu, cái này là hiện cái quái gì chứ, tới phút thứ 9 thì làm gì còn tăng speed game nữa. Bản đế chế tiếng Trung là tôi cũng nói chung không biết được nó hiện lên cái gì. 25/28. Đối đầu với tiểu ngư trận chiếu là ngạch Hán. Ngạch Hán đang là một hiện tượng của giải. Có lẽ là các cầu thủ của Trung Quốc rất bất ngờ với một ngạch Hán của ngày hôm nay. Vâng, tiểu thủy ngư tuyên bố rằng ngạch Hán không phải đối thủ của anh và đang rất tự tin, lắm chắc chức vô địch trong tay. Nhưng đừng đùa, Sơ Luyến không phải một con hàng mềm, và có lẽ là cũng đang mềm oặt trước Hồng Anh và chim sẻ rồi. Kênh sóng còn lại thì chúng ta vẫn đang được theo dõi trận đấu giữa chim sẻ lắng và Sơ Luyến. Nếu như chim sẻ giành chiến thắng thì Hồng Anh và chim sẻ sẽ về đích ở hạng 4 và hạng 5. Còn nếu như chim sẻ thua cách biệt một bàn, thua cách biệt một bàn thì hình như vẫn 4-5 à? Hơi loằng ngoằng. Sẻ thắng thì chắc chắn là Hồng Anh và chim sẻ sẽ về đích ở vị trí thứ 4 vừa vào vị trí thứ 5. Ồ không, ngạch Hán nên đời siêu sớm. Đừng đùa với Linh Gia Rùa. À không, đừng đùa với nhà chùa. Bởi vì ngạch Hán có một cái tướng rất giống sư Hư Trúc trong Thiên Hồng Bát Bộ của Kim Dung. Nam Ma lên muộn nhưng vẫn đủ lực để đánh Nam Ma. Ngạch Hán lên đời sớm hơn Tiểu Thủy Ngư khoảng 1 tên cùng giờ. Thì cái thời điểm mà ngạch Hán đi sang đây, nếu như biết nhà Tiểu Thủy Ngư không nhà gần lắm, đi sang đây thì tôi nghĩ có lẽ là cái lúc mà sang tới nơi thì là cái lúc mà Tiểu Thủy Ngư bắt đầu hiện quân ra rồi. Đấy, chuẩn bị. Không, như vậy là mới sóc được một lửa tấn cung, hơn 1 tên rưỡi. Còn vài giây nữa thì tên đầu của Tiểu Thủy Ngư mới sinh ra. Rồi, ra rồi, 4 con rồi, còn 1 con ra muộn, tên thứ hai. Hình như không đều, hình như là không đều. Không biết đều chưa, ông soi nhanh quá. Vâng, chạy rất nhanh, ông quay lại làm luôn. Vấn đề thì nhiều. Ngạch Hán mặc dù là có tên cung đầu công và bây giờ mới là ăn được một dần. Ngày hôm nay ngạch Hán đánh rất hay ở trận thi đấu cuối cùng đối đầu với Sở Luyến. Đây rồi, tên cung thứ hai của ngạch Hán. Chả có nhé, tôi quay ông nào bên Trung Quốc, à GameTV, quay ông nào bên Trung Quốc, ông đấy thua. Vâng, tiểu thủy ngư mà để thua ngạch Hán Trung Quốc thì chúng ta còn rất nhiều cái để xem. Vâng, thực sự như vậy, quần chiến luôn như vậy. Và các ban tổ chức bên Trung Quốc thì người ta cũng đưa ra luật rất chính xác, đó là cái việc mà tính hiệu số trước thì sẽ kịch tính hơn so với việc tính đối đầu. Ưu tiên trước thì là hiệu số. Và bây giờ thì đang là Oba, sau khi đã giành khá nhiều lợi thế ở trong nhà nhưng ruộng không mất. Ngạch Hán lên nhớ là ruộng không mất, nhưng ngạch Hán vẫn còn đang khỏe nguyên nhà. Vâng, các bài gỗ của Tiểu Thủy Ngư đang bị bắn vào liên tục. Tiểu Thủy Ngư hình như vẫn chưa biết gì, Tiểu Ngư vẫn đang rất mải. Đây rồi, cũng đấy, một cung R đứng bắn. Vâng, ngạch Hán không biết bị ai nhập đây. Vâng, hôm nay khi mà chim sẻ đi đắng bị nhãn tử gỡ đều hòa, à gỡ hòa hai đều, thì ngạch Hán không biết ở đâu chui ra, đã chạy ra tới nơi và vỗ vai chim sẻ, nói cái gì đó mà mai suy. Vâng, có lẽ là lúc đó là già cổ vũ, nhưng không ngờ bây giờ thì chim sẻ mới là người đang cổ vũ cho ngạch Hán. Vâng, có vâng, nói vui tí, có lẽ đợt này ngạch Hán chắc đang lợi nhiều. Đánh bay lắm. Vâng, đánh rất bay các bạn, công rất phũ luôn này. Tiểu Thủy Ngư vẫn chưa thể ra được khỏi nhà đâu, một cuối cùng đi ra ngoài nó không có cái tác dụng gì cả. 43/56, và đề nghị chim sẻ tập trung vào đánh với Sở Luyến đi, phóng hớt.
Vâng, nhà của Ngạch Hán hình như là hơi xấu. Nếu như một bài mà đánh cung ăn hoang thì cũng chưa biết đâu. Không, tiểu tử ngư bắt đường đi quân rất tốt. Ngạch Hán đang đi quân lỗi. Vâng, bị vẩy e rồi. Vâng, vẩy e là rất hay. Vâng, rất giống với game thủ phải làm. Vâng, vẩy e cực hay. Vâng, ăn được như thế này thì bây giờ tham cần luôn. Có lẽ tham lại cần luôn. Nhưng mà hơn một chút không sao quân. Hồng Anh đang ngoài và để ý rất kỹ cách đánh của tiểu thủy ngư. Người đã hạ gục chim sẻ, hạ gục một đồng đội của Hồng Anh. Rồi, lại sạch vòng bài gô. Dường như toàn bộ dân gỗ của tiểu thủy ngư chết hết rồi vậy. Không còn dân ăn gỗ nhiều. Nhưng lực vẫn đủ sóc 4A mà. Vẫn đủ sóc được 4A 5A từ này. Và Ngạch Hán tiếp tục đi lối quân. Ngạch Hán tạo được lợi thế bao nhiêu thì đang đánh mất đi bấy nhiêu. Vâng, hai tên đi quân lối. Nếu như không có hai tên đi quân lối, có lẽ thời điểm này là thời điểm mà Tiểu Thủy Ngư đã tính đến chuyện xem tham và đi sai. Vâng, nếu như vẫn thắng thì đúng là đây là bóng dáng của nhà vô địch. Ngạch Hán quá đáng tiếc trận thiếu này. Quá đáng tiếc. Nếu như là một game thủ Việt Nam, có lẽ tôi sẽ suýt sai nhiều hơn. Bởi hai cái tên đi quân lối, lợi thế ban đầu là quá nhiều. Vâng, bị đèn gấp lại tham. Tham lai của Ngạch Hán thời điểm hiện tại có lẽ chưa được 40. Tôi nghĩ là chưa được 40 đâu. Bây giờ thì Tiểu Thủy Ngư cầm 5 con cung lại đi tung tăng. Còn đâu ở nhà đứng thủ toàn tập. Thế là thắng. À không, quýt rồi mà. Rồi, gì? Ông Lưu Bị, ông rời Lưu Bị là ông mãi ông mới quýt cho khổ. Ông Hán ông quýt từ lâu rồi. Như vậy là tỷ số là 1-0 dành cho Tiểu Thủy Ngư. Chúng ta sẽ cùng đến với trận thi đấu thứ hai.